Nga tấn công dữ dội vào Kherson, Donetsk, loại bỏ hơn 100 binh sĩ. Hai bên tuyên bố mâu thuẫn về trận chiến ở Bắc Mút. Ngày 13 tháng 5, Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kherson, Donetsk đã khiến hàng trăm binh sĩ thương vong. Trong khi đó, hai bên tham chiến đang đưa các tuyên bố mâu thuẫn về lực lượng chiếm thế thượng phong trên chiến trường Bắc Mút. Đã có hơn 100 binh sĩ thương vong do các cuộc tấn công của Nga vào các tỉnh Donetsk và Kherson vào ngày 13 tháng 5. Ông Pablo Kirilenko, trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Donetsk và ông Oleksandr Prokudin, trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Kherson tuyên bố. Còn ông Prokudin cáo buộc rằng người Nga đã bắn vào Kherson 80 lần, trong đó có nhiều cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng, hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, xe tăng, máy bay không người lái UAV và máy bay quân sự. Người Nga cũng tấn công thành phố Kherson 4 lần. Hậu quả của các cuộc tấn công là một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở bắc mút giữa các báo cáo mâu thuẫn về việc lực lượng nào đang chiếm thế thượng phòng trong và xung quanh mặt trận này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 13 tháng 5 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã đạt được những bước đột phá trong trận chiến giành Bắc Mút. Trung tướng Konashenkov tuyên bố, tại khu vực Donetsk, các sư đoàn tấn công tiếp tục đánh vào phía tây thành phố Atiomos, tên gọi của Nga cho Bắc Mút lính dù Nga đã hỗ trợ lính đánh thuê Wagner trói các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở hai bên sườn. Tuy nhiên, theo Miami Heran, một phóng viên chiến trường Nga của đài truyền hình nhà nước cho biết, quân đội Nga có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bao vây sau các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào hai bên sườn của lực lượng Wagner. Cụ thể, phóng viên Evgeny Podutny viết trên Telegram rằng, các lực lượng Ukraine đã vượt qua được phòng tuyến của Nga xung quanh thành phố Soleda, chỉ cách Bắc Mút vài km về phía đông bắc. Ông chủ nhóm lính đánh thuê Wagner Prigozhin trước đó cũng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ lực lượng của ông bị bao vây do hai bên sườn không được đảm bảo an toàn. Ông Prigozhin cảnh báo trên Telegram, các đơn vị Ukraine đang tiến vào hai bên sườn ở Bắc Mút và thật không may, họ đã thành công một phần trong việc đó. Đồng thời nói thêm rằng, lực lượng Wagner vẫn đang vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược vì những lời hứa của Bộ Quốc phòng Nga chưa được thực hiện. Các lực lượng Nga chỉ chiếm được thành phố Soledar vào cuối tháng 1 sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Về phần Ukraine, tư lệnh lục quân chỉ đạo chiến dịch Bắc Mút của Kiev mới đây tuyên bố, lực lượng Ukraine đang phản công hiệu quả ở mặt trận này, thậm chí ở một số khu vực họ đã buộc quân Nga phải rút lui tới 2 km. Tướng Oleksandr Shishky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine đang chỉ đạo chiến dịch Bắc Mút cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 10 tháng 5. Chúng tôi đang phản công một cách hiệu quả. Ở một số đoạn của chiến tuyến, đối phương đã không thể chịu được áp lực từ hỏa lực của Ukraine và đã rút lui tới 2 km. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 11 tháng 5 xác nhận tuyên bố trên. Bà Hanna Malia nhấn mạnh, quân phòng thủ của chúng tôi đã tiến 2 km về hướng Bắc Mút, chúng tôi đã không mất bất kỳ vị trí nào ở Bắc Mút trong tuần này. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đã bác bỏ các tuyên bố như vậy của Ukraine và tuyên bố rằng tình hình chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát. Trực thăng KA-52 Nga công phá tan tành cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine Thông tin được AVP đăng tải ngày 13 tháng 5 cho thấy, trực thăng mạnh mẽ KA-52 của Nga đã tấn công dữ dội vào lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ thông tin về các hoạt động chiến đấu của trực thăng Ka-52 và công bố các video về nhiệm vụ của họ. Trong một lần tác chiến, trực thăng Ka-52 đã tấn công và tiêu diệt thành công cụm xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine, một cứ điểm của quân đội Ukraine và các đơn vị trinh sát. Theo tuyên bố, máy bay trực thăng Ka-52 không chỉ được sử dụng để tiêu diệt trực tiếp các mục tiêu của đối phương, mà còn thực hiện chức năng hỗ trợ các đơn vị tấn công trên không, vận chuyển hàng hóa và đổ bộ quân. Một trong những điểm nổi bật của trực thăng KA-52 chính là sự linh hoạt và điều này mang lại nhiều lợi thế trên chiến trường. Tính linh hoạt của KA-52 giúp nó có thể hỗ trợ toàn diện cho các chiến dịch quân sự, bao gồm việc tấn công các mục tiêu trên mặt đất, hỗ trợ cho các hoạt động tấn công và đảm bảo an ninh cho các đoàn xe chở thiết bị, binh sĩ. KA-52 Alligator là máy bay trực thăng quân sự hai chỗ ngồi của Nga được nâng cấp từ loại trực thăng một chỗ ngồi KA-50. KA-52 được thiết kế để trinh sát, tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không, cũng như phối hợp với các nhóm trực thăng tác chiến trên chiến trường. Cũng trong ngày 11 tháng 5, trang AVP thông tin, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình Storm Shadow. Các tên lửa hành trình chiến thuật Storm Shadow mà Anh cung cấp cho Ukraine sẽ không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào, bởi các hệ thống phòng không của Nga có thể xử lý được. Đây là nhận định của chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov. Theo chuyên gia Leonkov, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn tên lửa Storm Shadow của Anh ở Syria năm 2018. Ông Leonkov đánh giá, các tổ hợp búc và to dễ dàng đánh chặn được loại tên lửa này, nhưng cũng không nên đánh giá thấp mối đe dọa từ Storm Shadow. Tên lửa hành trình chiến thuật Storm Shadow gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhờ đầu đạn mạnh, tầm bắn xa và khả năng tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp. Chỉ huy Nga thừa nhận căng thẳng gia tăng ở Bắc Mút, Ukraine đã tiến vào một vài mét. Chỉ huy đơn vị đặc biệt Amat, ông Apti Alaudinov Al thông báo, mặc dù căng thẳng đang gia tăng xung quanh Bắc Mút, nhưng ở trong thành phố, quân đội Nga vẫn đang đối phó mạnh mẽ với đối phương. Ông Alaudinov Al nói trong một video đăng tải trên Telegram ngày 13 tháng 5. Tôi muốn khẳng định rằng không có gì đột phá xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Đúng vậy, căng thẳng vẫn đang gia tăng quanh Bắc Mút và một số phương tiện cũng như lực lượng của Ukraine đã tiến công ở đây. Theo ông, lực lượng Wagner đang quyết liệt đẩy lui đối phương và chủ động tiến công xa hơn ngày hôm nay. Mặc dù đối phương đã tiến vào một vài mét ở một số khu vực, nhưng không có gì đột phá xảy ra. Ông Apti Alaudinov cho hay, Tôi nghĩ những quyết định phù hợp sẽ được đưa ra liên quan đến những khu vực này. Nếu xem xét tình hình dọc tiền tuyến, không có gì đột phá xảy ra cho đến nay. Vì vậy không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì quân đội Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phản công của Ukraine trong một thời gian dài. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 10 tháng 5 thông báo, trong 24 giờ trước đó, các đội tiến công của Nga đã đẩy mạnh hoạt động quân sự của họ ở khu vực ngoại ô Tây Bắc và phía Tây của thành phố Bắc Mút. Tiết lộ nước NATO đầu tiên công bố ý định viện trợ chiến đấu cơ cho Kiev Tổng thống Cộng hòa Séc ông Peter Pavel thông báo, nước này đang chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine hai khẩu đội hệ thống phòng không 2K12 Cup cùng với một số tên lửa đi kèm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường tiềm lực quân sự trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn. Ông Peter Pavel nhấn mạnh rằng Ukraine có thể ngay lập tức vận hành các tổ hợp cúp được cung cấp bởi vì họ có các chuyên gia được đào tạo để làm việc với loại thiết bị quân sự này. Cần lưu ý rằng 2K12 Cup là biến thể đời trước của hệ thống 9K38 Buk M1 mà quân đội Ukraine có rất nhiều trong biên chế. Với những chiến công lập được trên chiến trường Trung Đông, tổ hợp Cup đã nhận biệt danh ba ngón tay thần chết vì số lượng đạn đánh chặn trên mỗi xe mang phóng tự hành là ba quả. Mặc dù đã cũ, nhưng các tổ hợp Cup vẫn tỏ ra hữu ích đối với quân đội Ukraine trong tình cảnh hiện nay, đặc biệt khi chúng có thể được Ba Lan hiện đại hóa để phóng tên lửa AIM-7 Sea Sparrow mà Mỹ đã cam kết viện trợ. Trước đó, Cộng hòa Séc đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1 cùng khá nhiều xe bọc thép cũng như một khối lượng đáng kể đạn dược. Đây là một trong những nhà tài trợ vũ khí lớn nhất của chính quyền Kiev kể từ khi chiến sự nổ ra. Tổng thống Peter Pavel còn lưu ý rằng Cộng hòa Séc có thể cung cấp các gói viện trợ bổ sung không chỉ từ nguồn dự trữ quốc gia của mình mà còn từ kho của các nước thứ ba. Không chỉ có vậy, Brazil bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng chuyển giao máy bay L-159 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Loại chiến đấu cơ này có thể được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực trên không. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi chưa có một quốc gia NATO nào khác công khai ý định cung cấp máy bay chiến đấu cho không quân Ukraine. Đặc phái viên Trung Quốc sắp đến Nga, Ukraine để bàn về biện pháp hóa giải. Trung Quốc thông báo cử đặc phái viên đến Nga, Ukraine và các quốc gia châu Âu từ đầu tuần sau để bàn giải pháp chính trị cho chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ngày hôm nay. Từ ngày 15 tháng 5, Lý Huy, đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu Á, sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Thông tin về chuyến công tác của ông Lý Huy được Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo lần đầu hôm 26 tháng 4, nhưng không nêu cụ thể. Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Uông cho biết thêm, đây là một minh chứng nữa cho cam kết của Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục và thúc đẩy đối thoại, thể hiện rằng Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình. Ông Lý Huy sinh năm 1953, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thông thạo tiếng Nga và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc năm 2008. Một năm sau, ông được cử tới Moscow làm đại sứ giai đoạn 2009-2019, trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất ở Nga. Trong thời gian ông Lý Huy làm đại sứ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện 9 chuyến thăm chính thức tới Nga. Vài tháng trước khi ông Lý kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng ông huân trường hữu nghị vì những đóng góp to lớn để củng cố quan hệ hai nước. Trung Quốc hồi tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có kêu gọi giảm leo thang và lệnh ngừng bắn. Mỹ bác bỏ đề xuất này vì Trung Quốc từ chối lên án Nga và cho rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa giúp quân đội Nga thêm thời gian tái bố trí lực lượng. Ukraine hoan nghênh sự tham gia ngoại giao của Trung Quốc, nhưng ông Zelensky cho biết sẽ chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine hé lộ lý do Mỹ không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken trả lời phỏng vấn PBS NewsHour, đồng thời cho biết các quốc gia khác nhau sẽ làm những việc khác nhau tùy thuộc vào năng lực của chính họ. Washington đã cung cấp một số thứ đặc biệt cho Ukraine thông qua quá trình này. Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao Antony Blinken, Washington cần đảm bảo rằng người Ukraine được đào tạo bài bản và có trình độ để xử lý các hệ thống vũ khí tinh vi hơn. Ông Blinken nhấn mạnh, nếu họ không biết cách sử dụng vũ khí, điều đó sẽ không mang lại nhiều lợi ích. Nếu họ không biết bảo trì, bạn đưa nó cho họ trong vòng 7 ngày là hỏng. Hồi tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley cho biết, Mỹ sẽ không gửi tên lửa ATACMS với tầm bắn lên đến 450 km tới Ukraine vì động thái này sẽ làm giảm kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Ông Blinken lưu ý rằng, Mỹ và các đồng minh đang làm việc theo đúng nghĩa đen từng ngày với Kiev. Ông Blinken nói khi được hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ cho cuộc phản công của Ukraine. Nếu có lỗ hổng, nếu có thiếu hụt, họ sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Vương quốc Anh xác nhận đang cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 250 km. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố Tên lửa Storm Shadow sẽ cho phép Ukraine đẩy lùi các lực lượng Nga đóng trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Các quan chức Ukraine nhiều lần nhấn mạnh sự thành công của kế hoạch phản công phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vũ khí hạng nặng. Cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak cho biết trong tuần này rằng các tên lửa tầm xa hơn có thể được sử dụng để tấn công Crimea. Nga cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí khiến các quốc gia thành viên NATO trên thực tế trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga sẽ tìm ra câu trả lời thích hợp cho tên lửa Storm Shadow. Đồng minh khẩn cấp chạy đua vá lỗ hổng phòng không cho Ukraine Các đồng minh đang nỗ lực củng cố lưới phòng không cho Ukraine sau khi làn sóng tập kích từ Nga khiến khả năng chống đỡ của Kiev suy yếu nghiêm trọng. Khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ hai, cả Moscow và Kiev đến nay đều chưa thể kiểm soát hoàn toàn bầu trời Ukraine. Theo giới chuyên gia, thành bại của cuộc phản công mà chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ấp ủ phụ thuộc rất nhiều vào việc nước này có thể ngăn chiến đấu cơ Nga oanh tạc quân đội và cơ sở hạ tầng hay không. Ian Williams, học giả từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở ở Washington, lưu ý. Ngăn chặn máy bay Nga tự do hoạt động trên bầu trời là điều kiện tiên quyết đối với Ukraine nếu họ muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến. Các tài liệu bị rò dỉ gần đây của Lầu Năm Góc cảnh báo, chiến đấu cơ Nga sẽ dễ dàng xâm nhập không phận Ukraine trong vài tháng tới khi Kiev cạn tên lửa phòng không S-300 và Búc, những vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao 6.000m. Giới chức tại Washington cho hay, Họ đã tìm cách khắc phục vấn đề bằng cách cung cấp cho Kiev những hệ thống phòng không cũ hơn do Mỹ sản xuất, thu mua tên lửa thời Liên Xô từ nhiều nước và hướng dẫn binh sĩ Ukraine khai hỏa tên lửa tiết kiệm hơn. Mỹ đang hợp tác với 7 quốc gia, trong đó có Thụy Điển và Tây Ban Nha, để cung cấp hệ thống phòng không IHOC cho Ukraine. Washington còn cải hoán tên lửa chống hạm Sea Sparrow để sử dụng cho các tổ hợp búc thời Liên Xô của Kiev. IHOC là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và đưa vào trang bị trong quân đội nước này từ năm 1960. Một tổ hợp phòng không cơ bản thường gồm 4 đài radar, 6 bệ phóng với tổng cộng 18 quả tên lửa cùng một số thành phần hỗ trợ khác. Trong khi đó, Sea Sparrow là hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm ngắn trang bị trên tàu chiến Mỹ, chủ yếu nhằm mục đích đánh chặn tên lửa diệt hạm. Hệ thống này được phát triển vào đầu những năm 1960 một số tổ hợp phòng không Ukraine đang được chắp vá với những bộ phận đến từ nhiều hệ thống khác nhau. William Leplante, giám đốc phụ trách thu mua của Lầu Năm Góc, phát biểu trước Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ hôm 3 tháng 5. Mỹ, Na Uy và Đan Mạch cũng đang gửi tên lửa không đối không Aram để chuyển sang sử dụng các bệ phóng phòng không NASAM của Ukraine theo các tài liệu mật bị dò dỉ. Aram là mẫu tên lửa không đối không tầm trung, một trong những vũ khí đối không chính của tiêm kích Mỹ và đồng minh. Các nhà sản xuất Raytheon cho biết dòng Araam đang trong biên chế của Mỹ và gần 40 quốc gia trên thế giới. Một quan chức Mỹ cho biết hệ thống phòng không Patriot mà Washington cung cấp cho Kiev cùng một số thiết bị quân sự khác chưa được tung ra tham chiến nhằm dự trữ nguồn lực cho chiến dịch phản công của Ukraine. Bất chấp những nỗ lực của đồng minh nhằm đảm bảo nguồn cung tên lửa phòng không, Ukraine vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự cũng như lực lượng quân sự trước các cuộc tập kích của Nga. CSIS đánh giá trong một báo cáo mới đây. Nếu kho tên lửa phòng không Ukraine không được bổ sung đủ, nỗ lực này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Nga có thể phóng tên lửa từ các địa điểm nằm ngoài tầm hỏa lực phòng không Ukraine, từ lãnh thổ của mình hay tàu chiến trên biển đen, tạo thêm thách thức cho Kiev. Theo ước tính từ phương Tây, Moscow đã mất hơn 70 chiến đấu cơ trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, hầu hết lực lượng không quân Nga vẫn nguyên vẹn, và Moscow có kho dự trữ lớn bom không điều khiển mà họ có thể thả xuống Ukraine bất cứ lúc nào nếu hệ thống phòng không của Kiev trở nên lỏng lẻo. Ukraine bước vào cuộc chiến với một trong những mạng lưới phòng không mạnh nhất thế giới nhờ kế thừa nhiều khí tài thời Liên Xô. Chúng bao gồm hơn 30 tiểu đoàn tên lửa tầm xa S-300, bên cạnh cách khẩu đội Buk-M1 và To hai những hệ thống tên lửa cũ hơn như Osa và S-125. Vasily Kassin, chuyên gia tại trường kinh tế cao cấp Moscow cho hay. Tuy nhiên, những đợt tập kích liên tục của Nga trong hơn một năm chiến sự đã bảo mòn năng lực phòng không của Ukraine, khiến họ dần cạn các tên lửa từ thời Liên Xô mà không có nguồn bù đắp phù hợp. Andriy Ryzenko, cựu hạm trưởng Hải quân Ukraine, hiện làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, tổ chức tư vấn ở Kiev, cho hay. Lực lượng vũ trang Ukraine sắp hết tên lửa cho hệ thống S-300 và Buk đây là lý do họ liên tục yêu cầu các hệ thống phòng không từ phương Tây. Để hỗ trợ lực lượng phòng không, không quân Ukraine đã thực hiện khoảng 10 đợt xuất kích mỗi ngày, bất chấp nguy cơ bị lực lượng Nga bắn hạ. Hoạt động của họ chủ yếu tập trung ở miền Đông và miền Nam Ukraine, theo các phi công và quan chức nước này. Các biên đội chiến đấu cơ Ukraine thường xuyên phóng tên lửa diệt radar do Mỹ sản xuất vào các hệ thống phòng không của Nga, tạo điều kiện cho các máy bay khác tấn công bộ binh đối phương phi công chiến đấu ukraine với biệt danh jules nhấn mạnh đây là hoạt động rất nguy hiểm chúng tôi không thể chiến đấu tay đôi với họ nhưng vẫn có thể kháng cự giữ vững phòng tuyến chúng tôi cố gắng chiến đấu bằng tất cả những gì mình có